Thân gửi quý khách hàng của Fuji Luxury, chân thành cảm ơn cô chú, anh chị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ sản phẩm của Fuji Luxury trong thời gian qua. Mong rằng Fuji Luxury sẽ luôn được đồng hành chăm sóc sức khỏe của cả gia đình mình mỗi ngày. Chờ bờ tình giang, nền nhà tường xăm ngát, đặt mình vào bộ chăn gối, là một mạch bên tôi, có khi suốt bao nhiêu ngày quấn quanh mãi trong nơi này. Dần dần rồi thì cũng thành quen, dần dần vì ngủ ngày cay đêm. Cũng may vì không túng thiếu, nhưng cô chỉ có bấy nhiêu. Vậy mà hay, cuộc đời nhiều chuyện lạ thay, mang tới niềm vui mà người ta không thiếu. Anh chịu thôi, cô giữ nụ cười ở môi, làm việc mình thôi thế nhưng vẫn có vài ba người cứ hỏi rằng làm nghề đến mấy năm, rằng nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, người ta nhòm ngó cũng đâu, ngoài bạn bè ra thì ai ở bên lòng.